Trường Đại học Hoa Lư phối hợp với Ban tổ chức tỉnh ủy vừa tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ công chức viên chức khóa 3 năm 2020-2021. Tới dự có đồng chí Mai Văn Tuất, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Lớp bồi dưỡng tiếng Anh có trình độ tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc. Trong thời gian 6 tháng, 59 học viên được cung cấp các kiến thức và phát triển 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Với phương pháp giảng dạy khoa học, lấy người học làm trung tâm. Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng, trong đó có 98% được xếp loại khá giỏi. Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy Mai Văn Tuất khẳng định vai trò, sự cần thiết của việc học tiếng Anh trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí nhấn mạnh, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã nêu rõ xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức có phẩm chất tốt, chuyên nghiệp, tận tụy, phục vụ nhân dân. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định một trong những khâu đột phá đó là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực với uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trong đó ngoại ngữ là chìa khóa để tiếp cận nền khoa học hiện đại của các nước trên thế giới, nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Đồng chí đề nghị mỗi học viên cần thường xuyên tự học, tự nghiên cứu, không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng ngoại ngữ. Trường Đại học Hoa Lư chủ động phối hợp với Ban tổ chức tỉnh ủy và các sở ban ngành liên quan tham mưu cho Ban thường vụ tỉnh ủy tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng tiếng Anh trong những năm tiếp theo, liên kết với các cơ sở đào tạo đủ điều kiện để kết thúc khóa học. Học viên được thi và cấp chứng chỉ theo quy định.